Xin chào quý khán giả thân thương nhà mình. Hôm nay chúng tôi tiếp tục về một sản phẩm nữa, đó là dòng PC28U-3. Cái này thì giấy tờ các thứ là đầy đủ luôn quý vị nhá. Giá thì chúng tôi sẽ nói luôn ở đây để cho quý vị có thể là biết được để cân đo đong đếm này. Con này anh em thích hợp về làm ở khu vực thành phố, vườn này, làm vườn rẫy là đều được này, nhất là nằm trong thành phố, nó cần kỹ thuật rất tiện cho anh em bà con nhà mình làm ở khu vực chật hẹp. Giá 70 triệu, bớt một chút lọc, một chút xíu lọc thôi để cho bà con mình về làm việc. Hiện tại sản phẩm này chúng tôi đang để khu vực Bình Dương. Quý anh chị, quý bà con cô bác nhà mình mà đang ở khu vực Bình Dương hoặc khu vực lân cận có thể đến bãi của tôi để xem xe và thử xe nhé. Như đã nói thì thường là những dòng cần kỹ thuật này thì chúng tôi thường là sẽ để ở khu vực miền Nam, vì ở khu vực này thì bà con hay đi làm ở khu vực thành phố, nên là chúng tôi sẽ để dòng này ở khu vực miền Nam, không để ở khu vực Tây Nguyên đâu. Mọi thông tin chi tiết cụ thể nhất thì quý khách hàng nhà mình cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho chúng tôi sẽ gửi nhà chi tiết cụ thể nhất để cho bà con nhà mình có thể tham khảo với sản phẩm này. 70 triệu cho một sản phẩm PC28U-3. Bây giờ thì thân ái xin chào bà con nhà